Chương trình Câu chuyện Y khoa phần 2 xin được trở lại và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện hương thơm với bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh Thư, là bác sĩ thuộc tổ hợp y tế American Medical Group và văn phòng của bác sĩ nằm ở Irvine, thành phố Irvine, và số điện thoại để quý vị liên lạc là 877-696-3622. Và nếu quý vị muốn tham gia chương trình vào tổ hợp MCMG, tức là American Medical Group, xin quý vị liên lạc với Hương Thơ để Hương Thơ hay Thu Nga có thể hướng dẫn cho quý vị, 714-378-7969. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi đang nói vấn đề thừa cân, béo mập, béo phì và cách làm sao chúng ta giảm cân an toàn. Và bác sĩ có thể nói tiếp về cái phương pháp mà như nhiều người họ gọi là crash diet, rồi họ làm cho cân nhanh quá, nó cũng không tốt cho sức khỏe. Không phải giống như Hương Thơ nói là vì đi show, đi hát, quay video, Hương Thơ ốm nhanh quá, một tuần mà sụt gần 4 pounds. Thì cái đó cũng không tốt phải không bác sĩ? Dạ đúng rồi. Khi mà mình giảm cân, mình phải đề ra những cái mình phải biết cái gì là an toàn. Thì thường á, mình giảm khoảng 5% trọng lượng cơ thể trong vòng lúc đầu mình chỉ cần giảm khoảng như vậy. Lâu dài á, mình có thể giảm khoảng 15% trọng lượng cơ thể, là đó là cái lượng giảm cân có thể an toàn cho cơ thể của mình. Hương Thơ thấy mấy người movie star của Mỹ đó, của Hollywood đó, họ đóng những cái phim họ phải đóng vai chết đói, ốm thật ốm và những cái mập thật là mập. Nhưng mà trong tương lai thì sức khỏe của họ chắc chắn sẽ không được tốt. Với lại những người đó thường chắc họ có chuyên gia dinh dưỡng cũng theo dõi giúp đỡ, có bác sĩ theo dõi giúp đỡ họ. Vâng, còn vấn đề mà diet, như Thơ thấy có nhiều loại cách đang diet, ngoài vấn đề mình thay đổi cách ăn uống, mình nạp năng lượng như mỗi mình ăn, mình phải biết cộng cái calorie mình ăn như thế nào. Nhưng có người bạn nói mình, thì mình ăn một cái hamburger thì mình biết tổng cộng calorie bao nhiêu, thì mình đừng ăn quá hay là ngày hôm sau ăn bớt lại, thì cái điều đó có được không ạ? Có nhiều loại diet, có nhiều kiểu ăn uống khác nhau, thì cái một cách để diet là chỉ tính lượng calorie, tính khẩu phần, không có cần biết ăn cái gì. Mình chỉ cần một ngày mình chỉ cần ăn ít hơn 1.200 hay 1.500 calorie. Nhưng mà cũng có những cái diet là high fast, là giống như là chỉ ăn nhiều mỡ, ăn ít low carb, nó gọi là keto, hoặc là có là South Beach diet, thì họ chú trọng ăn nhiều chất mỡ mà ăn ít carb. Nhưng mà khi mà mình ăn những cái diet như vậy á, mình phải chú trọng là phải ăn mỡ tốt, ăn giống như là ăn avocado, ăn từ fish hoặc là nuts. Chứ không phải là ăn bacon hay không là phải, dạ không có nhiều người chứ, nhiều người nghĩ là chỉ cần ăn mỡ và ăn ít bột. Thì nếu mà ăn nhiều bacon, ăn nhiều sausage, ăn nhiều butter, những cái đồ chiên, thì lâu dài đó có thể là mình giảm cân, nhưng mà cái những cái mỡ xấu đó nó đóng ở trong cái mạch máu của mình, thì mình ốm không có nghĩa là mình khỏe. Mình có thể bị tăng nguy cơ tim mạch ở trong cái tương lai của mình. Hoặc là có cái diet là mình ăn mình ăn nhiều protein, mình ăn ít ăn thịt nhiều mà ăn thịt ít nhiều bột, ít bột, ít mỡ, ít đường luôn, ít đường. Dạ thì có rất là nhiều loại diet khác nhau, mà một trong những loại diet tốt là gọi là Mediterranean diet, là diet của Địa Trung Hải đó. Thì hầu hết là họ ăn rất là tốt, là họ ăn nhiều nhiều good fat, giống như mình nói olive oil, avocado, nut, fish. Họ giảm ăn cái thịt đỏ, giống như là không có ăn steak, thịt bò nhiều, mà ăn nhiều thịt gà với cá cho cái protein. Hoặc là ăn Greek yogurt, là giống như là da ua mà của Hy Lạp đó, thì họ ít đường, ít béo, uống sữa không béo. Nếu mà họ uống rượu thì rất là ít, giống như một ngày phải một người phụ nữ uống ít hơn một ly và một người đàn ông uống ít hơn hai ly. Họ ăn ít những cái chất tinh bột, mà họ ăn nhiều giống như là ngũ cốc, giống như là oatmeal này nọ, những cái không mà ăn ít cơm, ít bánh mì trắng. Vậy chắc cái lối ăn uống của người Việt Nam mình không tốt đâu bác sĩ, hết là mặn quá, béo, nhiều khi là thịt ba rọi kho rồi. Bởi vì có chiên xào, bánh xèo, bánh khó, toàn là bột. Đúng rồi, mình phải ăn điều độ hơn một tí, ít dầu mỡ, ít đường, muối, ít tinh bột lại một tí. Thì giá trị có ăn thì ăn ít thôi. Tại vì người Việt Nam mình có thể không thể kìm hãm được. Mình có thể tập. Nhất là Hương Thơ cũng có tập ăn, thích ăn ngon.
Đúng nhưng rồi. Mà mình tập thì mỗi ngày mình nếu mà đó thì mình cứ ăn vừa phải, nếu mà ngày trước mình ăn nhiều cái bộ quá thì ngày hôm sau mình kiêng đi, mình dạ, ăn rau với ăn cá. Đúng. Dạ, cái cách suy nghĩ của mình rất là quan trọng ha. Ví dụ mình nghĩ là ô hôm nay mình lỡ ăn một tí quá, không có theo cái kế hoạch của mình, thì có nhiều người nghĩ là ô lỡ rồi thôi bây giờ ăn hết, bây giờ ăn luôn. Ăn một muỗng ice cream thì lỡ thì ăn thêm một hũ ice cream. Nhưng mà mình phải nghĩ là ô mình lỡ, nhưng mà không sao, bây giờ mình phải quay trở lại, mình phải dừng lại, mình phải tiếp tục theo cái con đường lầm lỡ đừng đi nữa, đi tiếp tục con đường lầm lỡ trở lại, đi theo cái con đường ăn uống khỏe mạnh lại. Thưa bác sĩ, vậy là mình sụt cũng như một tuần bác sĩ cho khoảng một bao nhiêu pound là thì là ví dụ một người nặng khoảng 150 pound đi thì an toàn là khoảng 5% trọng lượng cơ thể trong một tuần khoảng hả? Nên không trong một tuần, trong một thời gian ngắn, ví dụ một tháng thì mình có thể, ví dụ 200 pound thì 5% của 200 pound có phải là 10 pound. Thì mình giảm từ từ thôi, chứ nhưng đừng, tùy theo trọng lượng cơ thể, không có khó để nói là ồ một tuần mình có thể giảm 1 pound, 2 pound, 3 pound. Mà tại sao nó lên lẹ, nhiều khi ăn lỡ ăn cái bánh vô ngày hôm sau cưng lên nó lên nặng 1 pound, tại sao nó lên lẹ với bác sĩ? Có như lúc mình ăn những cái chất mặn, cơ thể mình nó giữ nước lại nè. Nước. Dạ, hoặc là mình ngủ không đủ, cơ thể mình cũng có thể giữ nước lại. Hoặc là mình có kinh nguyệt, mình có uống thuốc, những cái thuốc dưỡng nước thì cơ thể mình nó có thể tăng cân nhanh. Vậy cái cân đó chỉ là nước thôi chứ không phải là mỡ à? Dạ, nếu mà tăng nhanh như vậy thì hầu hết là nước. Dạ. Vậy là có những cách mình thay đổi cái thói quen ăn uống, người ta nói uống nước lọc trước khi ăn nó cũng giúp bác sĩ làm cho mình no, mình không ăn nhiều nữa. Dạ, thì có những cách để nhiều cách để thay đổi cái thói quen ăn uống. Một trong những cái đó là uống nước thôi, không có uống nước ngọt, không uống nước ngọt, không uống boba milk tea, không uống juice cũng có nước trái cây cũng có rất là nhiều đường ở trong đó. Hoặc là mình ăn, thay vì mình lấy một cái dĩa to thì mình ăn một cái dĩa nhỏ thôi, mình ăn hết thì mình thấy còn đói thì mình ăn nữa, chứ đừng có giống như gọi cái đó gọi là portion control đó, mình dùng cái chén dĩa nhỏ hơn. Mình ăn thức ăn có nhiều màu sắc hơn, ví dụ như không có chỉ cả màu trắng, hoặc là mình có nhiều rau cải, có màu xanh màu đỏ này nọ, thì cái bữa ăn mình nó phong phú, mình cảm thấy mình không có thèm ăn nhiều. Rồi người ta nói ăn trứng nhiều cũng tốt, không có thời gian thì mình cũng phải ăn trứng. Trứng tốt, bởi vì trứng có high protein mà low calorie, mà nó cũng làm cho mình no nhiều. Cái gì mà high protein thì nó làm cho mình no nhanh. Và như bác sĩ nói là hạn chế thức ăn nhanh ha, ăn bớt ngọt, bớt đường ha, bớt mỡ. Dạ, những cái processed food nữa, giống như là sausage, ham, đồ hộp á ha. Đồ hộp, những cái đồ mà nấu sẵn. Tốt nhất là mình đi chợ, mình mua rau, củ, trái cây tươi, thịt tươi về mình nấu ăn, hơn là ăn những cái thức ăn đã được processed, nấu sẵn. Bởi vì những cái thức ăn đó sẽ có nhiều muối, nhiều đường, nhiều dầu mỡ trong đó. Ăn mặn cũng làm cho mình mập luôn đó bác sĩ. Dạ, bởi vì ăn mặn nó giữ nước lại trong cơ thể mình. Rồi cái quan trọng là mình phải ngủ cho đủ sức, phải không ạ? Cái giấc ngủ rất quan trọng. Đúng, mà người lớn thì nên ngủ khoảng 7-8 tiếng một ngày ha. Uống nhiều nước, 2-3 lít nước một ngày, 7-8 tiếng ngủ một ngày. Cố gắng quản lý cái sự căng thẳng của mình. Cái cuộc sống bây giờ thì ai cũng căng thẳng hết. Nhưng mà khi mà mình bị căng thẳng, mình có xu hướng mình ăn nhiều và mình không có để ý là mình ăn bao nhiêu, thì cái đó cũng quan trọng. Thôi thấy một cái như là ăn mà mindfulness là mình phải ý thức mình đang ăn, chứ mình ăn vội vàng mình không có biết là mình ăn bao nhiêu, phải không ạ? Nhai cho kỹ, ăn chậm mà nhai cho kỹ, để cho nhiều khi nó đưa tín hiệu đến cái ốc mình là mình đã no rất rồi. Là đúng. Chị nói cái đó rất là đúng. Người Mỹ bây giờ rất là bận rộn, mà nhiều khi mình sẽ ăn 5-10 phút, nhưng mình phải ngồi xuống, mình không coi TV, mình không coi phone, mình không nghe nhạc, mình chỉ chú ý tới ăn uống thôi, thì lúc đó mình cảm thấy no hơn, mình cảm thấy satisfied hơn với cái bữa ăn của mình. Mình có còn vấn đề mà dietary supplement, thực phẩm chức năng thì sao bác sĩ? Thì rất là nhiều người rất là thích xài thực phẩm chức năng để giảm cân, nhưng mà hầu hết các bác sĩ với lại mình cũng không có recommend cái thực phẩm chức năng nào hết, bởi vì không có đủ nghiên cứu để chứng minh là cái thực phẩm chức năng nó có tác dụng, và
nó không có những cái chất ở trong những cái thực phẩm chức năng đó là không được quản lý bởi chính phủ và mình không biết có cái chất gì ở trong đó nên mình không có recommend. Và đó đến đây thì Hương Thơ cũng xin nhắc quý vị ở bệnh viện Oracle Memorial có chương trình giải phẫu gọi là bariatric surgery, giải phẫu cho những người béo phì đó. Thì khoảng hỏi người nào mới là good candidate mới được vào chương trình đó. Tại Hương Thơ có một người bạn muốn vào chương trình đó mà không đủ mập á, không đủ béo. Thì cái chương trình đó thường á, nếu mà mình không có bị bệnh gì hết thì cái BMI 35 trở lên. Còn nếu mà mình bị bệnh, ví dụ cao máu, tiểu đường, cao huyết áp, cao mỡ thì BMI khoảng 30 thì mình có thể, bác sĩ gia đình có thể refer mình vô cái chương trình đó. Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã nói về một đề tài Hương Thơ nghĩ rất là quan trọng, vì có một cân nặng lý tưởng, không những mình cảm thấy yêu bản thân, khỏe mạnh, mình look good, feel good. Và xin quý vị ghi nhận lại những lời chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh Thư đến từ tổ hợp Memorial Care Medical Group, và mọi liên lạc muốn làm hẹn hay muốn vào tổ hợp xin quý vị gọi số 877-696-3622 hoặc vào mạng lưới memorialcare.org/medicalgroup hoặc liên lạc với Hương Thơ 714-378-7969. Hương Thơ hy vọng sẽ gặp lại bác sĩ vào lần tới ạ. Dạ, cảm ơn chị. Chương trình Câu Chuyện Y Khoa xin hẹn quý vị vào lần sau. Xin kính chào.